Ta da bất ngờ chưa lần đầu tiên hẹn hò Em đưa anh đi chùa là anh đã nghĩ ngay đến món quà này rồi, kỷ niệm 100 ngày bên nhau. Chào mừng em đến với đất nước Ấn Độ. Vâng, người yêu mình khéo hết cơ. Đất nước mình sợ nhất là Ấn Độ, thì chuyến du lịch cùng nhau đầu tiên cũng là đất nước này luôn. Sao mà khéo vậy ta? Người ta cứ bảo là đi du lịch cùng nhau như là một lần thử thách. Nhưng thử thách ở Ấn Độ, thử thách này có hơi bốc mùi chút ha. Chào cả nhà, mình là Hà, người yêu anh Phong ạ. À. Hồi hai đứa tìm hiểu, mình siêu thích anh luôn. Anh tỏ tỉnh cái, mình gật đầu cái chụp nhưng là các bạn biết đó con gái mà cái gì đến nhanh quá tốt quá ngon quá thường hay bị bất an nên lần đầu hẹn hò vâng mình cho anh đi chùa lòng thầm cầu nguyện duyên lành nở lại duyên xấu thì đi mình đang nghĩ là duyên lành vì hai đứa ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn cho đến sau này mình mới nhận ra ồ thì ra là kiếp nạn chưa đến đáng yêu hơn kiếp nạn đấy do người yêu mình mang đến ạ à. gần đến kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau hai đứa bàn với nhau đi du lịch ăn kỷ niệm có nhiều cái tật xấu phải đi cùng nhau mới thấy được chứ bình thường yêu xong ai về nhà nấy cũng hơi khó nói khi nghe mình nói đến đi du lịch anh phong hí hững háo hức ngay anh đang nghĩ ra đi lâu rồi đảm bảo sẽ là nơi mà em rất thích tuyệt vời hơn khi ở đó có anh em cứ yên tâm chuẩn bị quần áo đồ đạc còn đi đâu cứ để anh ngoại trừ được biết nơi đấy hơi nóng nên mặc đồ kín đáo không thì đen mà cũng chẳng phai biển thì mình cũng không được biết thêm thông tin gì nhưng mà người yêu chắc như đinh đóng cột anh đảm bảo đây là nơi em rất hy vọng đến luôn ao ước được đến mà em chưa có cơ hội tên anh đi. Ờ, oh, những nơi mình muốn đến, bố mẹ cho mình đến hết rồi, mà lại còn chưa từng, chỉ có mặt trăng thôi, tò mò quá ha. Hôm ra sân bay ngoại trừ điểm đến là sân bay, thì mình không được biết thêm bất cứ điều gì. Khúc đi qua hải quan, làm thủ tục lên máy bay, anh còn bắt mình không được ti hí, nhìn lên biển điểm đi điểm đến, mình thì cũng thích trò chơi tò mò này, nên là mình phối hợp lắm, suốt mấy tiếng trên máy bay ăn hết mấy lần đồ ăn thì cũng tới nơi. Với tầm 3-4 tiếng bay như này, mình đoán là đi Hàn hoặc là đi Trung Quốc. Trên máy bay mình còn huyên thuyên cảm khái, người Ấn Độ đi du lịch kỹ thực, mình gặp bao nhiêu người Ấn bay cùng mình, Chắc đến Việt Nam rồi đi chơi tiếp đây mà. Nghe những lời huyên thuyên của mình, người yêu chỉ cười mà không nói gì. Ok, cười là cười sao? Khó hiểu thiệt. Lúc xuống máy bay, bay, người yêu vẫn bắt mình đeo kính đen. Mình đứng bấm điện thoại chờ anh hoàn thành các thủ tục hành lý. Chả đúng là sân bay, thật nhiều ngôn ngữ. Nghe mãi mà không ra tiếng gì cho đến khi ra khỏi sân bay, người yêu mình mới đưa tay tháo kính đen cho mình, xong hào hứng hồ hởi, ta da bất ngờ chưa. Lần đầu tiên hẹn hò em đưa anh đi chùa, là đang nghĩ ngay đến món quà này rồi, kỷ niệm 100 ngày bên nhau. Chào mừng em đến với đất nước Ấn Độ, ôi mình ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, nghe lịch trình toàn những chùa chiền và hành hương, mình sợ chết. Tính về khách sạn phải thảo luận ngay với anh, hai đứa thay đổi lịch trình. Chắc anh nghĩ mình hay đi chùa nên đưa mình đến cái nôi của Phật giáo đây mà. Cũng đáng yêu đó, nhưng mà không đúng chỗ. Được cái người yêu mình có vẻ nghiên cứu kỹ. Hai đứa vừa xuống sân bay là xe của khách sạn tới đón cũng an toàn đó. Chứ mình nghe nói đến đất nước này, mấy cái phương tiện công cộng rồi Uber hay Grab cũng 3 chấm 4 chấm lắm. Khúc lên xe là mình đã thấy hơi có vấn đề rồi. Xe bình thường thì không có mùi, lá dứa nhẹ nhàng thì cũng mùi nho cam táo quế. Xe ở nước nước này thì có mùi đó, nhưng mà nó cứ thế nào cả nhà kiểu mình đã mất cả buổi mà vẫn chưa nghĩ ra. Cho đến cái khúc xuống khách sạn, lúc đấy đúng kiểu, à Ấn Độ này rồi đây mới là Ấn Độ nè. Ôi sao mà nhiều màu vàng thế, kiến trúc màu vàng, các loại tường đường, đất màu vàng, quán xá màu vàng. Người yêu mình đặt khách sạn ở một khu vực nhộn nhịp để tiện đi chơi. Và vâng, cái mùi hương đó cũng nhộn nhịp đến lạ. Thôi xong khúc này là mình nghĩ ngay ra rồi Cái mùi nho cam táo quế trên xe Pha trộn cùng một thứ mùi lạ lùng Mình nghĩ mãi không ra Là mùi cà ri chứ mùi gì Ôi trời ơi mùi cà ri Mình ngửi thấy khi thấy một quầy ven đường bán cà ri Trước đây mình cũng hay ăn cà ri Nhưng đúng là cùng món đấy Nhưng quê hương Nhật Bản và quê hương Ấn Độ Sao mà khác nhau quá Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất đâu Về khách sạn, hai đứa đói mờ mắt tắm rửa thay đồ là anh dẫn mình đi ăn. Mình thì đang bận xem review trên tớp tớp. Anh đã hí hửng Trước lớp anh có thằng Ấn Độ sang trao đổi. Bọn anh lâu lâu vẫn nói chuyện. nó chỉ cho anh một quán đúng kiểu người dân local mới biết. Đi du lịch mà xem review là dở rồi. Nghe anh nói mà cái bụng mình đánh trống luôn chà Nghe vẻ ngon đấy Sau một hồi đi quanh co Hai đứa dừng lại trước con ngõ nhỏ Đúng quán ngon phải đi mấy lần ngốc ngách mới đến Quán nhỏ nhưng mà trông rất sạch sẽ Trừ mùi gia vị đặc trưng ấn hơi nồng ra Thì tất cả đều ok Với tình trạng cái bụng đang meo meo của mình Thì mình nghĩ ngon vừa vừa thôi Cũng thành cao lương mỹ vị ấy chứ Chồng mình bảo quán này bình thường đông lắm, hai vợ chồng đi ăn trưa lúc 3 giờ, không cao điểm nên trộm vía. Mình cũng háo hức lắm, hai đứa mình gọi một phần cơm trộn kiểu ấn, một phần cơm khác mình không nhớ tên là kiểu cơm với rất nhiều bát gia vị xung quanh đó, và một phần cà ri cừu. Trong lúc hai đứa đang đợi đồ thì cũng có một vài người dân ấn vào ăn, nhìn chung ai cũng thân thiện đáng yêu, còn cũng ly với chồng mình và chút ngon miệng nữa. Nhưng mà cái khúc dọn đồ ăn ra thì mình không có cười nổi. Ai nói với mình dùng tay bốc cơm xong lấy tay làm muỗng để xúc cà ri là kiểu gì không? Lúc đó ăn dọn ra, hai đứa mình chờ mãi không thấy đũa thìa đâu. Lát sau quay sang định hỏi người bên cạnh thì thấy người ta đang một tay bấm điện thoại, một tay bốc cơm ăn ngon lành nói dễ hiểu các bạn cứ tưởng tượng ở việt nam mà ăn cơm với canh bí bằng tay á trời ơi sao mà khó mình với phong nhìn nhau ngớ người luôn mà nhân viên không hiểu tiếng anh hai đứa cố lắm mới ngơ ngác dùng google dịch để gọi một con gà quay trộm vía ăn gà quay bằng tay thì cũng không quá tệ lại còn ngon nữa thôi thì gian nan nhưng mà cũng được chỉ là mình không hiểu vì sao lúc bọn mình ăn cả quán ai cũng nhìn hai đứa bằng ánh mắt tò mò mình cảm nhận rõ luôn ấy mãi về sau mới biết người ấn họ sử dụng một tay để ăn và một tay để làm tất cả các việc còn lại ví dụ như chùi cái cặp đào mỗi khi giải quyết xong chẳng hạn còn hai đứa mình thì tay nào chả dùng để chải cặp đào tay vẫn dùng nguyên bàn tay đó xé gà nên đúng là có chút kỳ lạ thật và có lẽ vì thế nên tối đấy mình và anh phong cũng bị tào tháo đuổi đuổi từ ấn về việt nam cơ mà đến là ám ảnh nhưng mà khúc đấy ở sau cơ hai đứa ăn xong mình lại thèm ăn vặt thế là bắt đầu những món ăn đường phố được đi vào bụng mình ví dụ như bánh quẩy dầu đen chẳng hạn má trần đời ban đầu mình tưởng đó là siro hay cái nước gì đến khi ăn gần xong nhìn người ta chế biến mới nhận ra Ôi trời ơi cha mẹ quỷ thần ơi Cái dầu để chiên bánh ở trong nó đen xì xì à Tự nhiên mình nhớ đến cái món ăn nấu 50 năm bên Thái Có khi chảo dầu này phải được 100 năm Đi qua hai cuộc thế chiến ấy chứ Thấy cái chảo dầu đó Mình tiễn ngay bé bánh quẩy đi Thật lo lắng Ăn no thì khắc nước Anh Phong rất ra dáng hướng dẫn viên Mua cho mình hai cốc đá xay Thú vị hơn là đá xe với siro nhưng mà vẫn có hoa quả uống hơi ngọt nhưng mà cũng được. Cho đến khi mình thấy khúc chế biến, người ta bốc hoa quả bằng tay trần, xong cái tay đấy lại sờ vào dao thớt, rồi lại lau vào cái dễ đen xì, xong lại đẩy xe, tí thì mình phun ra như pháo hoa giữa đường phố. Khỏi phải nói, anh Phong cũng thấy cái quy trình đó, hai đứa nhìn nhau ngơ ngác thở dài. Thôi xem ra ẩm thực ấn, thưởng thức vậy là đủ rồi, mai hai đứa vào nhà hàng Tây ăn chứ lô cổ này đi sâu vào quần chúng quá, khó. Nhưng ngày mai đấy không bao giờ đến. Hôm đấy trời vừa sẩm tối, hai đứa mình đã lên khách sạn quẩn quấn lấy nhau. để ăn hơi nhiều, giờ phải vận động tiêu cơm. Nhưng mà đang dở, bỗng tự nhiên anh Phong khựng lại cái. Mình cũng bỗng thấy bụng nhói lên Nhưng mà chắc đang dở hiệp Ai là dừng bao giờ Mà bồ mình thì chắc cũng ngại nên cố Vâng, cái cố của anh khiến dù mình không ăn cà ri Nhưng lại sản xuất ra một bãi cà ri phun lên chăng người yêu mình đứng hình còn mình đứng dậy phi vào nhà vệ sinh chứ làm gì còn hình mà đứng mình đang dở thích đấy anh ở bên ngoài thay ga giường gọi với vào trong em ơi nhanh nhanh lên tí anh cũng sắp không chịu được rồi thế là nguyên đêm hôm đó mình được hiểu cảm giác thổ tả như thế nào cái miệng dưới sản xuất pháo hoa cái miệng trên cũng không ngừng mình và người yêu thay ca liên tục có những lúc anh ấy đang dở thấy mình nhấp nhởm lại với lấy cái thùng rác ở góc phòng lót túi ni lông vào xong nhường chỗ cho mình đợt giây phút đấy dù đang gấp gáp chạy nạn tàu tháo nhưng mình đã tự hứa với lòng người đàn ông này chắc chắn sẽ là chồng mình người đến giây phút này cũng nhường mình mình không còn lo lắng gì nữa hai đứa trong những phút giây hiếm hoi ít ỏi không phải sản xuất pháo hoa đã vội đặt vé về nước ôi vé gần nhất là hơn một ngày nữa trời ơi cả đời mình chưa có cái ngày nào mà dài như vậy các bạn nghĩ hết đêm đó là xong hả nô no. sau khi đuổi hết tàu tháo trong bụng đi mình vào bồi lên cơn sốt thôi dở rồi này khả năng là ngộ độc rồi bỏ mẹ rồi mình cũng không biết là mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào nữa cũng không nhớ người yêu mình đã lê hai cơ thể lúc tỉnh lúc mê này lên máy bay ra sao trong ký ức của mình chỉ thấy là rất là mệt người yêu mình cũng mệt không kém còn các chị tiếp viên siêu chu đáo mãi sau mình mới biết tình trạng khách hàng bị tào tháo đuổi xuyên quốc gia như này các chị cũng quen rồi hôm sau về nước mình tỉnh dậy trong bệnh viện Ôi bầu trời quê hương thật là đẹp Nhìn đống dây nhỏ Lằn nhằn ở tay quay sang thấy người yêu mình cũng y hệt Người hiếm mà chán kiểu này ha Chắc từ sân bay hai đứa về thẳng bệnh viện Câu đầu tiên mình nói với người yêu mình Các bạn biết là gì không? Mình cưới nhau đi Đấy, một người mà ở lúc đang chạy nạn tàu tháo Mà vẫn nhường cơ hội sống còn cho mình Phải lấy vội chứ Giờ mộ mình lấy nhau rồi, con 2 tuổi rồi đó Cứ nghĩ đến Ấn Độ hay là Cà Ri Là hai vợ chồng mình quay ra nhìn nhau Ui, ám mạnh lắm Ơ ờ, người yêu cũ của anh đấy à Bị anh đá cái mà héo hon kiểu gì giờ đi làm bia ôm thế này Người yêu cũ cho anh canh bia Cười tươi tỉnh lên Ô em không mời anh à Anh báo quản lý em thái độ với khách giờ Người yêu cũ hôm nay xinh gái quá Thế nào sinh viên đại học giờ cũng phải bưng bê rửa chén phục vụ quán nhậu hả Chà Ôi không cay gì cay Bằng đi làm phục vụ gặp trúng đồng bộ cũ Lại là cái môi trường quán nhậu âm ỉ ồn ào phức tạp Cây nhăn ớt cả nhà Chào cả nhà mình là Trang. Cách đây 2 năm, đợt vừa hết dịch kinh tế mở cửa trở lại, xin việc khó quá, mình ở nhà với mẹ luôn cho khỏe. Đúng lúc đấy thì chị gái mình với anh rể khởi nghiệp mở quán nhậu, trộm vía quán đông vui lắm. Nhưng cái thời buổi vừa hết dịch này, khách nhiều bao nhiêu thì nhân viên thiếu bấy nhiêu, nên cũng nhức nhức cái đầu. Sau một hồi tuyển nhân viên không được, chị gái mình mới bếp mình ra quán phụ giúp, mức lương hẳn 50.000 một giờ, cao hơn làm văn phòng luôn, lại còn có phụ cấp ăn ca như thật, nên là mình mê lắm, đã thế ban ngày còn được ngủ, tối mới phải đi làm. Đúng cái giờ giấc sinh hoạt của mình hết ý, nhưng mà đúng là trái đất hình tròn, đi làm còn chưa kịp đến kỳ nhận lương, mình đã được gặp ngay thằng người yêu cũ hỗn làm. Thằng này á mình yêu hồi năm nhất, nói chung lúc đấy ngốc nghếch, lại mới lên đại học, thấy bạn hay chơi bóng rổ cũng xí sớm đến đưa nước, xong nhắn tin qua lại rồi thế là yêu thôi tình đầu mà mình hết lòng bao nhiêu thì nó bận tán con khác bấy nhiêu mười mấy năm bố mẹ nuôi mình lớn mình khóc mỗi đêm chào đời thế mà tình yêu thằng này hả khóc sưng mắt như quả trứng gà luôn sau bố mình chướng mắt quá mới mắng cho một chập đây bố mình nói là bố nuôi mày đến ngày hôm nay trắng trẻo tròn do để mày khóc mắt sưng húp vì người ngoài à như thế là bất hiếu đấy ôi về phút đó mình bừng tỉnh bất gì mà bất sao lại bất hiếu được thế là mình chia tay mà cả nhà ơi mọi người không có tưởng tượng được đâu thằng đấy lúc nào nó cũng ảo tưởng là mình rất yêu nó nó có hãm nữa hãm hoài mình vẫn lụy thằng ngu xin lỗi đi tao coi như hả lúc đó tao bị ngã da đầu vô cục đá giờ tao khỏi mắt tao sáng rồi thằng âm binh đó xin phép mình không có muốn nhắc tên nó chứ nhắc đến tên nó là xúc phạm cho mọi người trùng tên trên cuộc đời này khi mà mình chia tay ngơ ngác bàng bàn hoàng bật ngửa xong còn ba hoa với lũ bạn nói là thế nào mình cũng khóc lóc xin quay lại thoáng cái đã hai năm trôi qua chắc anh chờ cũng lâu rồi ha anh năm binh người yêu cũ nhưng mà đúng là quan gia ngõ hẹp thế quái nào mình đi làm ở quán chị mình gặp nó thằng cờ hó dở cái giọng rất là bẩn ơ người yêu cũ của anh đấy à ấy à, ấy à bị anh đá cái mà héo hon kiểu gì giờ đi làm bia ôm thế này người yêu cũ cho anh canh bia đi cười tươi tỉnh lên ô em không mời anh à anh báo quản lý em thái độ với khách giờ Người yêu của hôm nay xin gái quá Thế nào sinh viên đại học giờ cũng phải bưng bê rửa chén Phục vụ phụ quán nhậu thế này hả Giây phút đó mình chưa kịp nóng Chị mình đã nóng rồi Nhưng mà làm ăn kinh doanh Nó là khách Dù hổn làm đến đâu cũng là mình sai Mình bảo bảy nhịn 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 thôi Một điều nhịn chính điều lành mình là cũng muốn khuyến mãi mấy bãi nước bọt rồi đó nhưng mà nhìn mấy thằng bạn nó thôi thôi kệ đi dù sao người ta cũng chỉ nói xấu chứ không có làm gì mình kệ đi hôm đấy nó ba hoa khoác lát thích thể hiện lắm nên gọi rõ lắm đồ để hành mình bê ra bê vô xấu thằng ăn hết hơn hai củ chi mình chị mình cho mình tức xin cảm ơn người yêu cũ nha mình cũng nghe chúng nó nói người yêu cũ mình xem ra sống không tốt lắm, đang yêu một bé xinh ngon nhưng mà không ngoan lắm, còn được cái hay đòi hỏi. Mà thằng này vừa ra trường trả CV mãi mà chưa có phản hồi. Ôi trời, ơi, cái tầm vừa hết dịch này gửi CV thế chứ có gửi nữa thì làm sao cạnh tranh được với những người có kinh nghiệm. Tưởng thế là xong cả nhà. Sau hôm đấy thì mình thấy có dấu hiệu covid nên là quyết định nghỉ kiếm tiền ở nhà dưỡng thương mấy hôm. Ai ngờ bà chị mình gọi điện, trang ơi thằng bồ cũ mày á, nay dẫn con bồ mới đến, xong còn đút cho quản lý tận hai để chỉ định mày ra tiếp riêng bạn nó để chị ra bảo nó mày covid xem có tiếc trai trăm không mình mới cuốn lên phải có cả bồ nó nữa hả chị để đó em chạy ra chị đừng có nói gì hết á em bịt hai cái khẩu trang rồi chạy ra ngay chị không có sợ lây đâu đệt cây muốn lặn mà gió cứ hãm lờ còn dẫn cả bồ mới đến ra oai còn đấy hả chắc cũng đết với loại tử tế gì mới bám thằng này chúng mày thích làm cô hồn á thì hôm nay bà hóa thành âm binh cho chúng mày biết tay ngày thường không muốn cứ muốn làm ngày trầm tháng bảy à mình vừa đến đã đoan đã chạy ra dạ anh chị gọi đồ ạ à? mình chưa dứt câu nó đã quay sang con bồ mới giới thiệu với em người yêu cũ của anh ngày xưa theo đuổi anh gần một năm anh mới gật đầu á chứ không phải ai cũng được anh theo đuổi như em đâu hồi đó có nhiều cái trang không được anh góp ý mà không nghe nên anh chia tay cái gì không được người ta là con gái nói ra không hay em ạ à. Nhưng mà chẳng hiểu thế nào sinh viên đại học lớn đàng hoàng mà chia tay anh cái hả? Cũng cầu xin mấy lần mà anh không đồng ý quay lại. Giờ lại đến nước lưu lạc làm gái bay ôm thế này. Thôi mình gọi đồ cái nhà anh quên mất. Bé thích ăn gì nè? Ôi! Chắc lần trước thấy mình hiền tưởng mình sợ, lần này mình mượt mà ngọt ngào lắm, nên con bồ mới của thằng cô hồn kia càng thích làm mình làm mẩy. Tùy chút mày, cứ gọi cho lắm vô, miễn quán tao có lãi là được. Khúc bê bác canh chua ra, mình phải đứng lại tận 5 phút để nhổ nước bọt vào. Khéo phải một muôi to chứ không phải là ít đâu. Lần trước mình đã nhịn rồi, cây muốn lặng nhưng gió cứ hỗn làm. Thì thôi gió ơi, đi đời Covid đi gió nha. Nghe nói anh cô Hồn sắp đi phỏng vấn nha. Để xem anh mang cái mũi nghẹt và cái họng ho như cuốc đi phỏng vấn kiểu gì. Hôm đó chúng nó có hai người Mà thằng kia thích phong bạc sĩ gái Mình cứ tư vấn mấy cái đắt nhất Xong còn tỏ vẻ trái mùa khó kiếm Order mấy quán này khó cho bếp em Chúng nó xí sớn gọi bằng hết Bình thường người ta đi nhậu Giỏi lắm 300k một người Ai uống nhiều thì thêm mấy chục Nhưng mà anh chị cô hồn có hai người Gọi tận gần hai củ Cứ mấy chú hải sản xịn nhất Đắt nhất thì gọi Đáng yêu ghê cơ Đáng cười thật mình cứ tưởng tượng thằng cô hồn kia mà biết quán này của nhà mình Xong tiền và túi mình hết Chắc cay như ăn ớt Đấy xong mình về dưỡng bệnh tết Chờ mãi không thấy người yêu cũ ra đóng góp doanh thu Mình bị nhớ á Tò mò ghê Nên mình mới nhắn tin hỏi anh bạn là bạn chung của mình với thằng kia Hỏi vu vơ thôi Xong rồi nhắc đến Anh bạn cũng vui tính cập nhật đầy đủ lắm À ra cô hồn hôm nọ chẳng hiểu sao đi nhậu về Thì hôm sau ốm Covid đây Nằm bẹp 2 tuần khỏi đi phỏng vấn Thế là lại thất nghiệp Thấy mối hết ngon, em gái người yêu giận dỗi trách móc đòi chia tay. Lý do hay lắm, vì anh cho em đi gặp người yêu cũ của anh, nên em ốm. Nói linh tinh cũng trúng, mẹ gái nên đi làm thám tử. Khéo có khi nổi tiếng như cô nan mà làm cái nghề đấy còn kịp nhổ sừng trên đầu, đừng có như chị. À mà đâu, chưa kịp nhổ sừng, em gái đấy đã biết cấm sừng cho người khác. Nghe đầu trong lúc cô hồn người yêu cũ của mình á, nằm bẹp dí trên giường như dán, thì em ấy cũng bẹp dí, nhưng vừa bẹp dí vừa ăn cháo thằng khác nấu cơ mà. Còn sau lần đó, phải lâu thiệt là lâu, khi người yêu cũ mình bớt nghèo, có tiền đi nhậu, lại đến quán tiệm mình. Chị gái mình kể là lúc đấy bảy ra, biểu môi nói như này. Ô, bé ấy trước đi làm thêm mấy hôm vì ở nhà bị mẹ dục lấy chồng nhiều quá, xong bây giờ vừa trúng tuyển công ty nước ngoài rồi, nghe nói lương ngàn đô lắm mặc thằng bộ cũ mình chuyển màu như đèn cháy còn mình thì trộm vía lương cũng nghìn đô thật ai thất nghiệp như loại kia đâu Nhiều khi mình hâm mộ mấy bạn cao thì chứ Không biết mấy bên đó hít không khí có trong lành không Chứ với bọn một đứa 1m49 như mình Thì không khí dưới này ngột ngạt lắm Nhiều lúc mình chỉ ước được cao mét 6 cho dáng đẹp thôi Chào admin và mọi người, mình tên là Mai, năm nay 23 tuổi. Có tuổi là vậy, nhưng mà chiều cao của mình chỉ dừng lại ở con số 1 m chín không hiểu tại sao từ năm lớp 9 tới giờ nó chỉ dừng lại ở con số 49 này thôi á, không có nhích thêm một cm nào luôn. Nhiều khi mình ra đường mình bảo bản thân học sinh cấp 2 người ta cũng tin nữa đó. Ra đường thì suốt ngày bị công an chặn đầu kiểm tra giấy tờ vì nghĩ là học sinh chưa đủ tuổi rồi hay được nghe cái câu nhường đường cho học sinh nào mọi người, chán thiệt sự. Câu chuyện bắt đầu từ khi em làm cho quán trà sữa, kiếm thêm thu nhập ngày hè vì mình vẫn chưa ra trường. Hôm đó có ba vị khách nam vào uống nước, trong số đó có một người cao lắm. Chắc phải hơn mét 8 vì đứng ở quầy order mà mình chỉ gần đến nách ổng thôi à. Khiếp, ăn gì mà cao vậy không biết. Lúc em order có hỏi mấy anh đó uống gì, nhìn mặt mấy ông cũng cỡ 25-26 thôi. Xong cái anh cao liều khều kia nạt mình. Ơ, con bé này, năm nay bao nhiêu tuổi mà gọi bằng anh, phải gọi bằng chú chứ. Nít nôi, không ở nhà ăn ngủ... Tại sao lại đi ra ngoài bương trải xã hội thế này? Người đàn ông đó nhìn mình cũng chừng... À, mình nhìn là thấy cũng gỡ à, 25 tuổi thôi chứ mấy... Lại còn bắt mình gọi là chú nữa chứ... Mà ngộ ha... Đầu tốt quần áo trang điểm mình làm tươm tất hết rồi... Trông y như một thiếu nữ... Mà anh ấy vẫn còn nhầm mình là con nít tranh được. Mình mới đáp lại là Dạ năm nay cháu 23 cái xuân xanh rồi ạ. À. Thế mấy chú bao tuổi rồi? Nghe mình nói thế thì mọi người biết gì không? Ông cao lều khều không tin. Cứ bảo mình đùa. Ai rảnh đâu mà đùa với mấy anh. Nếu không phải khách hàng là thượng đế thì mình đã đá mong mấy người này ra ngoài đường rồi. Con trai con đứa gì mà vô duyên. Mấy ông kia còn bảo mình xô căn cước ra thì tin. Chứ người bé như này mà 23 tuổi là có thật sự muốn uống nước không vậy? Em bắt order xong nước đi Rồi mình cho coi Rồi không biết mấy ông có quê không Chứ mình thấy buồn cười phải cái trưởng Thế rồi anh Cao Kiều kia Mới gọi mình ra Mình tưởng thiếu gì hay nước có vấn đề Nên cũng chạy ra bên cạnh Ai có già Anh ấy đứng dậy Sau đó đứng sát vào mình cười Đúng thật là chưa đến nách này Chờ Cần anh chia sẻ chiều cao cho không Chứ anh cao quá Trên này không khí cứ loãng loãng sao ấy cay thật đúng là nỗi khổ của nắm lùng như mình mà may là mình kịp thời bình tĩnh không hất nết nóng nước vô mặt anh lúc đó đối với mình anh là một vị khách hãm trong truyền thuyết mong sau này né quán mình ra nhưng không anh ghé đến thường xuyên tài lắm Toàn ghé trúng ca mình làm không à Rồi còn xin thông tin liên hệ mà mình không cho Thế xong không xin được mình Thì lại quay ra xin từ quản lý của mình Sống đến 23 nồi bánh trưng rồi cha nhẽ mình không hiểu anh ấy có ý gì Mình biết là anh đang theo đuổi mình Thật ra thì mình cũng có chút cảm mến Thử hỏi đứng trước một người đàn ông cao ráo điển trai Thì sao mà các bạn cưỡng lại được đúng không Nhưng mà đứng cạnh anh Mình cũng thấy tự ti lắm Vì mình lùng và mi nhon ấy chị quản lý cứ khuyến khích mình yêu đi hai đứa đứng cạnh nhau bù trừ cho nhau đẹp đôi lắm nhưng mà mình không dám thế rồi càng ngày anh càng tấn công mãnh liệt hơn nhắn tin quan tâm hỏi thăm mỗi lần ra uống nước toàn đi một mình gọi cốc nước cả tối chỉ để đợi mình tan ca rồi đưa mình đi làm về trong một tối anh tỏ tình và mình đã đồng ý mọi người xung quanh toàn gọi bọn mình là cặp đôi đuổi lệch bạn mình còn hỏi thế khi hôn nhau mình kiển chân hay là anh cúi đầu xuống công nhận lệch quá bất tiện đấy chứ Mỗi lần hôn tạm biệt mà đến là mỏi cổ với sống lưng, đi đâu chơi anh cũng bị hiểu nhầm là dẫn em gái theo sau, đến giờ lấy anh rồi, mình vẫn không cao thêm được miếng nào hết á, thậm chí nha, vẫn còn bị hiểu lầm, nhưng lần này bị hiểu lầm nặng hơn. Nay có ông bạn đồng nghiệp của chồng mời đi ăn thôi nôi con của ổng, chuyện chẳng có gì đáng nói, đến khi có một ông bác chỉ mình và hỏi chồng mình, kia là con gái của cháu hả? Còn trẻ mà con gái lớn ghê ta, sau này về già là được hưởng phúc từ con cháu đó lấy nhau rồi còn không thoát nữa. xong ông chồng mình cười cười rồi bảo vợ cháu đó bác. xong nguyên cả bàn cười hố hố với nhau. lúc này mình không biết nên vui hay nên buồn nữa. chắc phải đợi có con thì trong mình mới già đi mất thì mới không bị hiểu lầm. già rồi mà vẫn làm giá, thích làm giá thì ra ngoài chợ mà mua. còn đòi anh thì phải chịu. phụ nữ trên 30 là đàn ông người ta đã không muốn ngó ngàng gì nữa rồi. anh thương em nên mới muốn trước em về, mà em còn không biết điều rồi sau này ấy chỏng ấy chơi ra thì đừng có tiếc có không giữ mất đường tìm đúng là các cụ nói cấm có sai vậy mà em mai người yêu tôi vẫn không hiểu chào mọi người tôi là tuấn chẳng phải khoe nhưng mà tôi là tuyết người hay được phụ nữ theo đuổi nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả cuộc đời tôi quá hoàn hảo chỉ có một vết dơ trong đời là có vợ cũ vợ cũ tôi tên là duyên tên duyên mà chẳng có duyên chồng ngon như thế mà vẫn chê ổng chê eo suốt ngày chê trồng gia trưởng với sĩ diện Ngày Duyên bảo muốn ly hôn là tôi cho em nét xù luôn. Không có Duyên thì còn có em khác. Anh đây hả? Không thiếu. Rồi tôi gặp Mai. Em xinh đẹp, dịu dàng, dáng ngon là kế toán bán hàng của một doanh nghiệp tư nhân. Chỉ hơi phướng một cái á, là Mai 35 tuổi rồi. Cái tuổi mà người ta hay gọi là gái ế, có cho cũng chả ai thèm đó. Nhưng biết sao giờ, em lại là gu của tôi. Lớn tuổi mà em vẫn biết nũng nịu, chiều người yêu, làm tôi đành hạ thấp tiêu chuẩn của mình mà đến với em. Yêu nhau được mấy tháng, nói chung là tôi khá vừa ý với em người yêu này. Vài hôm trước trong lúc đi uống cà phê, Mai hỏi tôi về việc định tổ chức đám cưới thế nào, đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu, rồi sau khi cưới chúng tôi sẽ ở riêng hay sống chung với bố mẹ. Nghe cô ấy hỏi, tôi không suy nghĩ nhiều mà trả lời, "À, việc tổ chức cưới thì đơn giản thôi, dù sao anh cưới vợ lần hai, em cũng quá lứa lỡ thì chỉ cần làm dăm ba mâm cổ mời anh em Họ hàng thân thuộc trong nhà Chẳng cần trình trang làm gì cho tốn kém Mệt mỏi Còn chuyện đi nghỉ tuần trăng mật Anh nghĩ không cần thiết Mình nhiều tuổi rồi Có phải thanh niên son trẻ gì nữa đâu Mà cần lãng mạn nọ kia Số tiền đấy để mà sắm sửa trong nhà thì tốt hơn Xong tôi lại tặc lưỡi bảo mai Chuyện sau khi cưới sống ở đâu Thu thật với em Anh chưa có nhà riêng Còn ở chung với bố mẹ Có vợ chồng chú ở cùng nữa nếu em muốn, mình sẽ ra ngoài thuê trọ cho thoải mái. Chả hiểu tôi nói sai cái gì, mà mai lại nổi khùng lên. Em nói, chuyện anh chưa có nhà riêng, mình đi thuê trọ ở cũng được. Chuyện anh nói không cần đi nghỉ tuần trăng mật sau cưới. Nếu là vì lý do kinh tế thì em chấp nhận, nhưng em vẫn muốn có một kỳ trăng mật thật lãng mạn. Còn chuyện tổ chức đám cưới, em muốn nói rõ với anh thế này. Anh lấy vợ lần hai, nhưng em lấy chồng lần đầu. Em cần được cưới hỏi xính lễ xe qua Mong cổ đàng hoàng Không thể qua loa được Sau khi về nhà Tôi nghĩ về những lời Mai nói Nghĩ đi nghĩ lại Vẫn thấy cô ấy không nên đòi hỏi nhiều như vậy Cô ấy đã 35 tuổi Như lời các cụ là đã toan về già Sắp hết tuổi sinh đẻ đến nơi rồi Nhan sắc thì không có Công việc thu nhập cũng làng nhàng Tầm này có một người đàn ông đàng hoàng tử tế hỏi cưới là may rồi. Nếu như không phải vì tôi từng ly hôn, những phụ nữ như Mai chắc chắn không phải là đối tượng tôi nhắm đến. Các cô gái trẻ cần đám cưới hoành tráng lãng mạn. Còn ở tuổi như tôi và Mai, đủ trưởng thành để hiểu, đám cưới chỉ là hình thức. Cuộc sống hôn nhân sau khi cưới thế nào mới là quan trọng? Vậy cô cần lãng phí tiền bạc vào việc không thật sự cần thiết hay không? có vẻ như cô ấy chỉ nhìn người khác không tự soi lại mình xem mình là ai và đã ở tuổi nào rồi phụ nữ lớn tuổi kiếm một tấm chồng tử tế mới khó chứ đàn ông như tôi muốn lấy vợ đâu có khó khăn gì quan trọng là lấy người như thế nào thôi mấy hôm nay tôi suy nghĩ khá nhiều về việc có nên tiến tới với mai hay không có vẻ như cô ấy vẫn nghĩ mình cành cao khi cho rằng tôi từng ly hôn là một yếu điểm

Tưởng chỉ có sách truyện, ai ngờ nó lại ở hiện thực và nhân vật chính là bố mẹ của mình. Mình nghe bố mình kể, hồi đó bên ngoại mình khá nổi vì có ba cô con gái xinh xắn nhất cái làng đấy. Chị cả thì có người yêu rồi, em út thì đang học cấp 3. Chỉ có cô chị hai là chưa có ai, mà mẹ mình cũng chính là người mà bố mình nhắm đến luôn. Mà trong ba cô thì mẹ mình là người đánh đá nhất, nghe bảo có mấy anh đến chơi rồi hỏi lời yêu mà toàn bị mẹ đuổi đánh, không chừa đường thoát. Đã vậy thời đấy, chỉ có trai làng mới được tán thôi, chứ mà trai chỗ khác khác sang ngó là bị trai làng cho tẩn liền. Lúc đấy ba chị em là cực phẩm của các chàng trai trong làng nên chỉ được trai làng yêu chứ không đời nào cho trai chỗ khác có cái sự may mắn đó. Bố mình thì được cái lì, lại được cái miệng dẻo nên kết thân được mấy anh em trai to mặt lớn trong làng. Thế là bước tán mẹ cũng đang đến gần. Bố mình thời đấy cũng gọi là đẹp trai của làng nha nhưng mà cũng kiểu dạng bôi phố ăn chơi nổi đình nổi đám mà mẹ mình chú ghét mấy cái thanh niên phố như bố luôn chỉ thích mấy anh hiền lành đeo kính thư sinh thôi nên là bố mình có qua chơi hay nói chuyện cũng đều bị mẹ mình nhìn bằng nửa con mắt bố mình không chỉ lì còn được cái mặt dày cứ sáng trưa chiều tối không kể ngày đêm mưa nắng ngày nào cũng mua quà mua hoa qua quà hỏi người yêu mẹ mình dù có đuổi đánh hay là mắng nhiếc từ chối thì bố cũng chỉ nở một nụ cười tự tin mà cũng vì lì quá mà mẹ ghét hơn nữa mẹ cũng nghĩ thầm chắc chắn sẽ không dính líu đến bố đâu cho đến một ngày gia đình mẹ mình vỡ nợ cuộc sống đang đầy đủ thì thành khó khăn ăn uống cũng trở thành nỗi lo lắng cho cả gia đình mẹ mình đủ đanh đá là vậy nhưng mà lại là người con hiểu chuyện trong gia đình đứa em nhỏ còn đi học, chị thì đang làm việc kiếm từng đồng tiền, thì mẹ mình cũng không muốn ngồi yên. Bố mình khi biết chuyện thì nói gia đình sang hỏi cưới, đã vậy còn hứa sẽ giúp gia đình mẹ đỡ khổ hơn. Ông bà ngoại lúc đấy thì tôn trọng quyết định con cái. Mẹ mình nghe lời hứa, thế thì quyết định luôn là cưới bố dù không yêu. Bố mình lúc nghe được lời đồng ý của mẹ thì hào hứng, vui vẻ làm tiệc linh đình. Tưởng cưới được vợ là ngon hả? Mẹ mình về làm vợ vẫn chưa bớt ghét bố đâu. Lúc trên xe cưới còn khóc lóc, ôm chặt bố mẹ không chịu buông Người ta còn nghĩ là con gái không nở xa bố mẹ đi lấy chồng Chứ mẹ mình bảo Thật ra mẹ ghét bố quá Mà nghĩ cứu được gia đình nên cố Chưa cũng giỏi lắm Khóc mãi không ngừng Cái đêm động phòng Mẹ cứ ôm thân cả buổi Bố có nói Anh không có làm gì em đâu Khi nào em sẵn sàng thì anh mới dám Em cứ thoải mái mà đi ngủ đi Mẹ nghe thì nghe vậy chứ đâu có tin Ai tin được dân chơi của làng Lại không làm gì gái lành cơ chứ bố mình thời đấy ăn chơi thật nhưng khi biết yêu mẹ rồi là rửa tay gác kiếm làm con ngoan trò giỏi khiến ông bà nội phải há hốc mồm bố bảo muốn cưới mẹ cái là ông bà không chần chừ đưa xính lễ qua thiệt nhanh là hiểu rồi tối tân hôm chắc cả tháng cứ chặn gối ở giữa rồi mỗi người một gốc Bố được cái cưng chiều mẹ lắm, mẹ làm gì bố cũng không nói gì, chỉ cười cưng chiều thôi. Mẹ cũng bảo tại mẹ không tin đàn ông có thể thay đổi nên mãi mới không chịu mở lòng. Mẹ mình còn có kiểu trốn chồng về nhà ngoại, bên nhà ngoại có việc gì nặng nhẹ là bảo về giúp, mà giúp cũng toàn tầm một tuần là ít. Sau bố năn nỉ bố mẹ vợ thì mới bị đuổi về nhà chồng. Thấy chắc thấy được sự thay đổi và thật lòng của bố Nên mẹ và bố cũng tạo ra mình đây Mà bố cũng giữ lời hứa Cưới mẹ về Bố giúp cho gia đình ngoại đỡ khổ Cuộc sống cũng sung túc lên rất là nhiều Đến giờ bố mẹ mình bên nhau cũng 24 năm rồi Và hôn nhân của hai người vẫn rất là ngọt ngào nha Khi nào kể lại chuyện tình yêu Bố mình cũng chỉ nhìn mẹ cười bất lực Còn mẹ mình á thì hăng hái kể lại việc thanh niên nào đây Yêu mẹ nhiều lắm dù mẹ chê Đến giờ bố mình vẫn thương con thương vợ rất nhiều Đã vậy nha Chưa bao giờ nói nặng lời với mẹ một câu sống trong tình yêu nên mình cũng có cái nhìn đẹp về tình yêu hơn và mình muốn lan tỏa cái đẹp về tình yêu như vậy cho mọi người Đã 33 tuổi rồi nhưng anh trai mình vẫn chưa chịu lấy vợ Ba má mình lo sốt gió Cảm tưởng trong nhà có ôn thần vậy đó Hầu như hôm nào về nhà mình cũng nghe ba má la rầy Kêu anh mình bất hiếu Thậm chí có lần mình can bố mẹ đừng có la rầy anh trai nữa Thì mẹ mình lại mắng Suốt ngày học với hành thì con biết cái gì Mỗi lần ba má đi ra ngoài thấy người ta khoe cháu Rồi hỏi thăm sao không thấy đưa thiệp cưới Rồi nói anh con kén cá dọn canh Vậy còn đỡ Có người độc miệng còn bảo anh con không phải đàn ông là ba má nổ ruột nấu gan đây nè Cưới đi cho ông bà già này đỡ nhục Mình đoán là ông anh đang khóc trong lòng Nhưng biết sao được Ông anh mình thuộc tiếp không thích tiếp xúc gần gũi với ai mình cũng không rõ xu hướng của ổng là thích nam hay nữ nữa Hồi đầu năm nay mẹ mình sốt ruột quá Cứ ra chợ là hỏi nhà ai có con gái chưa chồng Để mai mối cho anh trai mình Cuối cùng thì được một chị bằng tuổi anh trai mình Là con của bà bán thịt heo Nói chung mình cũng gặp qua rồi Chị này xinh học cao Nhưng mà cũng giống anh trai mình là ngại giao tiếp Nên mãi chả quen được ai Thôi thì ngư tầm ngư, mã tầm mã Anh chị tính nết giống nhau Chắc là chung sống được sau 2 tháng được gia đình mai mối làm quen, anh trai mình quyết định cưới luôn. Mình thấy anh quyết định quá nhanh nên tâm sự với anh. Thì anh bảo, chị Tiên bảo chị ấy không thích đàn ông. Mà gia đình thì quá mong chị ấy ổn định nên muốn làm bạn với anh. Kiểu cưới thì cưới nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh thì cũng muốn ba má bớt lo nên làm bạn với chị Tiên cũng được. Khi nào chán thì chia tay. Mình nghe thấy cảm thấy anh trai coi hôn nhân như trò đùa Nên không thích Mình đã khuyên anh trai nên dừng lại Vì nếu có con cái sẽ rất phiền phức Thế nhưng anh trai mình lại nghĩ Chẳng bao giờ anh chị có con chung Nên cứ tiến hành cưới thôi Ngày cưới của anh trai mình và chị Tiên diễn ra, chỉ có ba má hai bên là vui. Còn tâm trạng hai người trong cuộc đều không hào hứng. Sau đám cưới, ngoài những lúc có ba má, anh chị rất lạnh nhạt với nhau. Anh chị ngủ chung phòng nhưng ngăn vách bằng gối ôm, đồ đạc cái gì cũng để riêng. Đã vậy chị Tiên còn thường xuyên đi ra ngoài hẹn hò với tình yêu riêng. Nên mình luôn phải canh chừng, có vấn đề là liên lạc để anh chị xử lý khéo léo, tránh để ba má biết. Eo ơi hồi hộp như thước phim hành động Mỹ luôn á. Nhưng rồi mấy hôm trước, mình thấy anh trai dắt chị Tiên bước vào phòng khám nơi mình đang thực tập. Kết quả chị Tiên mang thai. Anh trai mình vui ra mặt luôn Tối hôm đó mình nói chuyện với hai anh chị Giờ chị Tiên có thai rồi Anh chị hạ màn kịch được chưa Chia tay lẹ Để còn nhà ai về đúng nhà đấy Em không muốn có người nuôi tu hú đâu Không ngờ là hai anh chị cười ầm lên Rồi anh trai cốc đầu mình bảo Tu hú nào ở đây Anh chị yêu nhau Đứa bé này là con của anh chị Mình đơ ra không hiểu có chuyện gì Không phải hai anh chị đã làm đám cưới Để che mắt ba má hả Như hiểu được suy nghĩ trong đầu mình Chị Tiên vội nói Đúng là lúc trước chị tưởng anh ấy là xăng pha nhớt nên mới cưới để che mắt. Đâu có ngờ ảnh thẳng chuyện chị nói bản thân thích đàn ông là để anh trai em thấy vô hại mà cưới thôi. Hồi đầu cũng ngưỡng lắm nhưng mà từ khi phát hiện cả hai nói dối anh chị đã tìm hiểu nhau. Giờ đẻ xong sẽ hấp hôn, đầu mình choáng váng Ủa vậy là anh tưởng chị thích đàn ông, chị tưởng anh xăng pha nhớt nên mới ghép đôi. Xong giờ phim giả tình thật, nếu vậy thật thì quá tốt nhưng mà uổng công mình nơm nớp lo sợ mấy tháng qua đợi đến khi anh chị hấp hôn thì mình nên phạt như thế nào đây ta